Xin chào các bạn, mình là Trịnh Hà, nhân viên kinh doanh công ty Coco Việt Nam. Coco Việt Nam là đơn vị hàng đầu phân phối các thiết bị gara ô tô và là nhà phân phối độc quyền của hãng Zato Ba Lan, dụng cụ cầm tay. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn tủ đựng đồ nghề IT0914. Tủ IT0914 được thiết kế với gam màu đỏ chủ đạo của Zato, với tay cầm cùng 4 bánh xe giúp di chuyển tủ dễ dàng. Dưới bánh xe thì có hai chốt khóa để giúp cố định tủ không bị xê dịch. Đây ạ, các bạn có thể nhìn tổng quan về tủ. Bên hông của tủ thì có in hình logo của Zato và mã của sản phẩm IT0914. Tủ với thiết kế một khóa dành cho cả 7 ngăn tủ, trong đó có 5 ngăn bé, mỗi một ngăn có thể chịu lực được đến 25 kg. Chúng ta có thể quản lý dễ dàng các cái sản phẩm của mình xem còn hay là mất, và rất là nhanh gọn khi tìm đồ để làm, tránh cái việc doanh nghiệp đang làm mà lại không thấy dụng cụ của mình đâu. Đây là đối với các ngăn bé. Và với hai ngăn to thì chúng ta có thể để các cái loại máy khoan hay là súng bu lông. Ở đây là em đang giới thiệu cho anh em, đây thì chính là cái súng bu lông IT09511, 1/2 inch, dùng cho các chạy xe con đấy ạ. Rất là gọn gàng và ngăn nắp. Có thể còn 1 đến 2 tủ thì có thể để được tất cả những cái dụng cụ cầm tay của chúng ta gọn gàng mà không phải mất nhiều thời gian trong việc đi tìm dụng cụ của mình. Với tủ IT0914 như thế này thì chúng ta có thể, nó có thể chịu được lực, tổng lực lên tới đến 300 kg ạ. Rất là chắc chắn ạ. Vừa xong thì các bạn đã cùng mình vừa tìm hiểu cận cảnh về tủ IT0914. Hiện nay sản phẩm đang được bày bán tại showroom Zato của công ty ở địa chỉ số 305 Nguyễn Văn Linh, Gia Thị, Long Biên, Hà Nội, và tại chi nhánh Hồ Chí Minh là số 154 Lý Châu Hoàng, phường 10, quận 6. Các bạn quan tâm sản phẩm thì xin mời các bạn qua showroom hoặc truy cập website cocovietnam.vn để theo dõi các video tiếp theo của mình. Thì mời các bạn đăng ký kênh YouTube. Hẹn gặp lại. Xin chào.